anh có đi ký chưa? Có rồi, tất cả anh em đều trong hội anh tới mấy chục ngàn người luôn mà. Okay, bây giờ là 2 giờ đêm. 2 giờ đêm bây giờ mình sẽ chạy ra mình đi biểu quyết. Bài sắp như vậy. Đây là 1000 tờ. 1000 tờ. Rất là nhiều. Mình vừa đi quay để mình xin chữ ký, mình không muốn xin chữ ký một vài người, mình không muốn. Thời gian mình có hạn cho nên là mình chỉ có thể là đi gặp những cái người mà họ cảm thấy cái việc này nó cần phải được làm như vậy thì họ mình sẽ đưa cho họ một ít, mỗi người một ít cho đến khi nó hết cái này thì thôi, tùy vào sức khỏe của mình. Hiện tại mình đang rất là buồn ngủ nhưng mà vẫn phải đi, dù sao giấy thì cũng đã in rồi và cái việc này thì thời gian nó cũng có hạn cho nên mình sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Và mình không hiểu mọi người nghĩ sao lại nghĩ nó là một cái việc không nên làm. Có người nói thì em bé đã chết rồi như vậy thì mình không biết là mọi người có đặt bản thân của mình vào trong cái hoàn cảnh của một người như vậy hay không. Mình không biết mọi người có đặt trường hợp của mình, nếu mà mình bị như vậy thì mình có đi kêu cứu những kêu gọi những cái gì đó hay không, mình sẽ thế nào nếu mà không ai giúp mình. Mình không biết là có mọi người có như vậy hay không, nhưng mình không thể để yên trước cái hành động này. Và cho đúng chủ đề thì mình sẽ đi quay, mình sẽ chạy xe và mình đi quay. À, mình sẽ đi tìm những cái người cùng chung chí hướng cho cái việc là đi xin chữ ký như vậy. Rồi, ok. Mọi người cùng chạy xe với mình 2 giờ đêm nha. 2 giờ đêm Sài Gòn rất là nhiều chuyện thú vị mà không thể nào biết được. Vô, cuốc xe đầu tiên. Chưa có kịp sửa soạn cuốc xe đầu tiên. Mình sẽ điện cho khách. À, điện thoại sắp hết tiền rồi. What the fuck, số tiền trong tài khoản. Quên sim hết tiền rồi. Nợ sim 1. Alo, dạ mình mới đặt Uber hay bánh đúng không anh? Bây giờ em đón anh ở 31 sạp 9 Nguyễn Thị Thập hả anh? À, chung cư Phú Mỹ An hả? Dạ rồi, em đang ở dưới chân cầu. Đang dưới cầu chân tầng 2, anh chờ em chút xíu em chạy tới nha, khoảng 5 phút. Ừ, hãy hôm nào quẹo vô đúng không? Rồi ok, anh chờ em xíu nha. À, mình mệt trong người, mình không muốn nói chuyện luôn á. Mình đang rất là mệt, thời gian cũng gấp rút. Thời gian mà còn nhiều thì mình cũng thư thả. Thời gian gấp là tại vì sao các bạn biết không? Việt Nam còn 2 tháng, còn 1 tháng nữa là sẽ Tết. Còn 1 tháng nữa thôi là sẽ Tết rồi. Hạn cuối của cái việc này á là 26 tháng 2. Bây giờ đó là tháng 1 thì có nghĩa là chưa được 26 ngày nữa. Chưa đầy 26 ngày nữa là vụ này nó sẽ kết thúc và cũng chuẩn bị Tết, người ta rất là bận. Và đương nhiên bản thân mình cũng bận, cho nên mình dành tất cả những thời gian mình có thể. Cuộc đời có bao lâu mà hưởng hả? Mình tin nếu mà sau này mình gặp một cái trường hợp như vậy thì mình tin là sẽ có rất là nhiều người sẽ không có thể nhắm mắt trước cái tình cảnh như vậy. Mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều thông tin trước khi mình lết xe đi ra đường và làm video kêu gọi như vậy. Và video này em muốn cảm ơn anh Chen. Cảm ơn anh Chen rất là nhiều. Anh tài trợ cho em một ít tiền để đi in. Người ta trong người em bây giờ cũng còn không bao nhiêu tiền hết. Má cái gì vậy má? Ủa? Má nó làm cái ồn cái hết hồn. Quỷ xí à. Hy vọng, chúng ta cùng hy vọng người khách đầu tiên sẽ diệu kiếm một chữ và cái tin này nó sẽ lan truyền cho một người nữa. Và mình cũng hy vọng là anh sẽ có thể anh giúp mình đi in ha, đi không phải là đi in mà đi kêu gọi cho một rất là nhiều người nữa. Ngày mai mình sẽ làm nhiều thứ nữa. Ý cha, quên em nón, phải cướp. Quên em nón rồi. Trời ơi. Anh thông cảm, em quên nón rồi. Bây giờ em chở anh đi quay lại cái chỗ hồi nãy em đi. Em để quên ở nhà. Nhà ờ, gần đây mà. Không nón gì. Chắc bên đây mà nón gì. Ủa giờ hả? Ừ. Đâu? Đi lướt mang nè. À, lướt mang. Em quên cái nón mất. Dạ. Thôi rồi, đi gần đây á, đi xa nữa. Không, anh đi dừng xa chút thì có thể là... Ghé vào mình. Ừ, ghé luôn. Đây kìa, con gà đây nè. Đây là lộn cái bột cao. Này chạy khuya không hả? Dạ, em chạy khuya không ạ? Thì ngày chạy được 100 cây không? Hơn 100 cây không? Ý, 100 cây nhầm gì? Nhồi vậy. Ngày chạy 200-300 triệu bình thường. Ừ, dữ vậy hả? Dạ. Thì
Hay nhớ thường anh em hay nhớ rồi. Hay nhớ hả? Ừ. Em thường em mua thùng không mà. Em mua vài thùng luôn chứ không phải một thùng, tùy. Nhớ mua về chia ra cho anh em thay. Nhớ mua đâu? À, mua hãng chứ đâu. Mua cách tròn đó. À cách tròn. Nhiều thùng vậy nhiêu? À, em cũng không nhớ nữa, lâu quá rồi em không có mua. Tại vì mua cách đây là phải cả năm rồi. Mua như vậy hả? Mua phát một là chia ra có mấy anh em trong nhóm á, xài chung với nhau. Đi ra ngoài thay nó mắc hơn chút cũng vậy à. Em mua về thay luôn cho rồi. Đi thường xuyên mà. À, quẹo lại đúng không? Hình như anh bán nhớt. Anh bỏ nhớt hả? Anh nghiên cứu về trường nhớt. À, tâm tới Mỹ nó vào đây nó có nhớt từ của Mỹ á. Mỹ về đó. Của tôi hả? Không phải. Của tôi là có nhà máy đây rồi. À. Cái này của Mỹ là nhập nguyên đai nguyên kiện luôn, sản xuất tại Mỹ luôn. À. Cho ông ơi, sản xuất tại Việt Nam. Ở anh Don của tôi là sản xuất tại Việt Nam không gì. Anh nghiên cứu thôi. Sắp tới cạnh tranh với lại các con của tôi chất lượng và giá chất lượng luôn. Nó mở ra nhiều thì anh em mình nếu mà anh em ráp vô bơm chạy hai nhớt nhiều á nên vô đó. Thật ra nên hay không thì khi nào nó về đây anh em xài rồi anh em mới qua năm hay không. Tại vì thường hai nhớt như một lần hai cái một lần vậy đó, hai nhớt một lần vậy là mấy ngàn cây mới hai lần. À, thường em xem là cứ 2.000 là em quốc bình, 2.000 quốc bình. Đúng rồi. Bình em có 800 thôi nhưng mà em mua lít để em giữ hai xịn vô sên. Ừ đúng rồi, phải. Anh cái vợ chưa ta? Chưa hả? Cái vợ đâu đi giờ này. Anh biết cái vụ bé Nhật Linh không? À bé Mỹ, ấy Nhật ha. Bé bị sát hại bên Nhật á. Nhật anh biết. À. Giờ ai cũng xe hết mà. Anh có đi ký chưa? Có rồi, tất cả anh em đều trong hội anh tới mấy chục ngàn người luôn mà. Được hả? Ừ. Em hôm nay em đi chạy chủ yếu là đi xin chữ ký. Có chứ anh có. Anh cũng kêu gọi hết mà. Ok, vậy là hai hãng luôn. Vậy em khỏi cũng phải kêu gọi anh. Hay quá. Anh nhiều lắm. Dạ. Nói chung là cái đó là anh em mình phải đồng tay nhau hết. Đúng rồi, tại vì tính ra người này là người Việt Nam mà. Đâu phải là người Nhật đâu. Họ chỉ sinh sống ở bên Nhật thôi. Cái gì vậy? Để quay lại, quay lại. Nó là nhìn là biết rộng rồi đó. Rộng nó mới rớt. Ủa, để em chở tới chưa tới mà. À ok. Để em coi nha, chưa biết, chắc cũng có 10 ngàn thôi. Không. Để một người thôi đủ. À rồi ok. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ. Ok, một chuyến đầu tiên và anh này đã đi kêu gọi hội nhóm các kiểu rồi. Ok, rất là mừng. Không cần phải lấy giấy bút ra, giấy bút mình để trong cốp xe rồi. Mỗi bữa ra ngoài thì sẽ nhớ đem theo cái nón để làm việc gì. Làm việc gì thì đem theo cái gì thì mình hay nhớ, còn bữa nay mình quên luôn. Tại vì hồi sáng giờ mình làm việc rất là nhiều, mình làm rất là nhiều thứ cho nên nó hơi mệt. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video này. Video này không cần like và không cần bấm đăng ký kênh, chỉ cần mọi người có xem thì hãy cố gắng share cái ấy đường link này lên Facebook thì mình sẽ share như thế nào thì mình cuối video này mình sẽ làm cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hiện tại bây giờ còn có rất là nhiều cái điểm ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tất cả những quận huyện tỉnh trên Thành phố Hồ Chí Minh nó chạy ra dài từ Nam ra Bắc đều có những cái điểm sẽ tiếp nhận những cái này để mà gom lại một lần một gửi thẳng qua đó. Và mình tin không phải nằm ở con số 50.000 đâu. Cái việc này mình là người theo số đông cho nên là mình làm cái gì thì số đông sẽ làm cái đó. Mình tin nó không phải nằm ở con số 50.000 và nó có thể lên hàng triệu, hàng chục triệu. Tại vì mọi người, mình chưa dừng video ở đây đâu. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Nhưng mình sẽ đi quay tiếp, mình quay về mình lấy cái nón rồi mình sẽ tiếp tục đi quay. Các bạn đón xem video sau nha.